Thì tiếp tục chương trình của ngày hôm nay thì mình xin chào anh em quay lại kênh channel của Phương Bình ở đồng miền Tây. Thì hôm nay là mình xin giới thiệu anh em là thứ nhất là nói về một con máy Trung Quốc 17 HP và được trang bị những món của gọi có thể gọi là rất xinh đó, những món đồ để đua. Thì cái điểm đầu tiên nhất thì đó là cái piston này thì chạy là piston 92 ly giả nén nha anh em, piston giả nén, piston cháy nén nó nhẹ lắm, với hai cái phôi nhôm rất là đẹp chứ không phải sần gì đây. Thì bên cạnh đó nó không phải là cơ bản như thế này, thì nó còn được thiết kế để tuning thêm một xíu nữa là cái phần bạc. Đi bạc rất là mỏng nha anh em, bạc chỉ có một ly thôi. Đây, bạc chỉ có một ly thôi. Thì cái tuy là cái máy Trung Quốc nên á là cái chất lượng sẽ có phần mà hơi kém, nhưng mà cũng không đến nỗi. Thì cái dên này nếu mà anh em đã nâng cấp công suất của nó lên á, một là anh em để dên chạy, hai là anh em mà nâng cấp công suất của cái máy này lên, thì phiên anh em điều thứ nhất là anh em thay cái dên này bằng cái dên Thái 13 Thái hoặc là dên 13 Nhật vô, thì nó sẽ bớt gãy cái dên này. Cái dên này chạy nó dễ gãy lắm, cực kỳ dễ gãy, ba dên Trung Quốc này cực kỳ dễ gãy. Thì cái máy này mình mới build lại cho khách, thì người ta kiểu như là để nó lâu rồi chưa chạy á, riêng phần là có nước mưa thì mình sẽ build cái máy này lại. 92 cốt 18 mà chỉ có 17 HP thôi. Thì Trung Quốc nó không có quan tâm về cái HP bao nhiêu hết, nó chỉ quan tâm là nó bán được bao nhiêu cho khách hàng thôi. Vì thứ nhất là con 15 Hyundai thì nó cũng có thể tích xi lanh cũng bằng con Hinota 18 thôi, hai con nó về mặt thông số kỹ thuật là giống như nhau hết. Nhưng mình muốn biết về HP á, là phải lên dyno mình chạy, phải lên cái bàn test mình test về cái mô men sắn của mỗi con mới ra được HP được, chứ mình không có can thiệp vô cái mình, chứ không có phải là thay đổi piston rồi cốt lớn lên thì nó sẽ thay đổi nhiều về HP. HP còn lệ thuộc còn rất là nhiều, nhất là mô men sắn của máy mình tạo ra. Giống như một máy đi tour thì sẽ có mô men sắn rất là yếu và nó chỉ phục vụ cho tour thôi, nên là khi mà mình chơi ba cái máy Trung Quốc này thì cũng không quan tâm nhiều đến ba cái HP nha anh em. Miễn con máy nào mà nó phục vụ tốt cho mình về cái nhu cầu năng suất nó có thì ok thôi. Đây là cái cam của cái con máy này. Cái này thì 5.5 ly, còn cái này thì 6.5 ly, còn cái này 5.5 ly. Nạp 6.5 ly, xả 5.5 ly. Đấy. Thì mình sẽ hướng dẫn anh em cách tính cái CC của CC chung luôn, phân khối chung của các động cơ luôn. Thứ nhất á, thì anh em lấy cái piston á, ví dụ con này là 92 ly. 92 chia 2 ha, rồi mình bình phương mình nhân cho diện tích chu vi là 3.14 á, là bi á. Rồi nhân cho hành trình gen của nó là con này hành trình gen là 66 ly. Và tất cả mình chia cho 1000. Thì nó ra là 438 cc ha. Thì mình sẽ sửa lại, mình tính cc của con 13 HP mấy nhật nha anh em. Chai 88. Gen của con 13 thì 64 ly. Ra đúng cc nha anh em. 389 cc. Và ví dụ như là mình tính cc của con Hyundai ha. Lòng 90 gen 66 ly. Thì nó sẽ bằng 420. CC thì của Trung Quốc tương đối là đúng, nhưng HP của nó thì nó sẽ chênh lệch, tại vì nó không có thông số nhất định về HP. Nên là có một con 18, con 15, con 16
đủ HP của con Trung Quốc hết. Nhưng mà cuối cùng thì Trung Quốc nó vẫn muốn tăng cái hiệu suất động cơ nó lên. Thì tăng như thế nào thì mình sẽ show cho anh em. Thứ nhất là bê tông hồi nãy mình nói rồi, đi bạc 1 ly, trái giả nén. Cái cam thì là nạp là 6.5, xả thì 5.5. Còn đây là một phần cũng thiết kế để phù hợp cho cái máy trái dục. Mà trái dục này đã được phép một cái đường này anh em. Thì một số anh em làm thợ máy thì chắc cũng biết phép này để tránh va chạm hay đụng cái gì rồi. Và cái sức bắp của cái máy này thì tương đối lớn, khá là lớn anh em. Là một bên đó, nó là 33.5 và sức bắp xả của nó là 32.5 trên lợp 1 ly. Thì nó làm sức bắp cũng khá là to, tại vì lòng của nó là tới 92 ly lần. Và đây là cái bộ cò của nó đây, khá là dày nha anh em. Đây bộ cò nó, cặp đũa thì nó cũng dài hơn cặp đũa mấy 13 mình xíu thôi. Lò xo thì xài lò xo 2 ly. Xài 2 móng gài luôn. Nạp xả đều 2 móng gài hết. Và cái điều đặc biệt nãy mình quên nói ở cái shop này là cái shop này chỉ có 5 ly rưỡi thôi anh em. Rất là nhỏ. Cái shop này thằng chỉ có 5 ly rưỡi thôi. Và đây là cái nắp clap của nó. Thì nắp clap nó tương tự nắp clap giống như xe của mình đó. Là cái chảo lõm. Và shop là xéo chứ không ngang giống như 13 mình. Xéo. Và mấy cái đường xả đường nạp này nó xả rất là thoáng. Anh thấy không? Nó xả cái đường rất là thoáng luôn. Cái này chỉ cần về mình độ nhẹ, mình xả nhẹ nó thôi là được. Đây. Và đây là cái bát để nó gắn cò lên. Thì mình gắn cái này lên đây nè. Rồi ở đây nó sẽ làm đơn giản lắm, nói chung là nó làm rất là đơn giản. Đó, mình làm ở đây mình kìm lại. Mỗi bên kìm gì đó. Để cho cái cốt của cái ác cò chạy. Đó. Rất là đơn giản thấy không? Mấy anh em thấy không? Đồ Trung Quốc mà. Anh em nào cần cái nắp với dàn cò này thì cứ inbox mình. Thì mình có bán nắp với dàn cò riêng cho anh em xài. Để anh em về khỏi cần độ chế nhiều. Khỏi sợ gãy cò luôn. Thì hôm nay là mình chỉ quay sơ quát về cái con động cơ 17HP. Được trang bị là trái giả nén 92 ly, cặp sức bắp tương đối lớn và dàn cò với dàn nắp là cho anh em về build lại độ rất là dễ. So với mấy con khác thì con này độ chắc tốn khoảng ít hơn nhiều thôi, tầm khoảng 1 triệu mấy đến 2 triệu là có thể chạy Vivo, chạy rất là đẹp. Về đây đầu tiên nhất là mình muốn độ máy quốc này phải thay cây dên gắn miễn luôn. Sau đó mình sẽ can thiệp tới chuyện là mình phay cái bê tông này cho nó nhẹ hơn, cho nó gần giống như trái nén vậy đó. Thì nếu mà phay nhẹ mỏng thì dễ dẫn đến nứt gãy gạt bể. Thì mình độ mà bộ thì mình độ máy thì phải chấp nhận vài sự cố xảy ra hay là như thế nào đó. Còn hai cái nắp lắp này cái buồng nổ khá là sâu nên anh em về gạt 1 ly đến 2 ly thì chạy thoải mái. Cò thì mình khỏi cần sợ.
Thì đây là nó đã là cò độ rồi, thép rất là dày và không thể là gãy nổi đâu. Đi vàng gặp đồ so ấy. Và muốn độ của máy này thì mình sẽ về đóng chân gích nha anh em. Đi chân gích lớn lên, về chân gích 7 ly của súp bắp máy xe cho nó cứng cáp, chứ mấy con này để đồ so độ vô chạy nó chổi bê tông à, chổi là gãy anh em. Cái máy súp bắp nhỏ này dễ, rất là dễ gãy. Và như đây thôi, thì một con máy Trung Quốc đã được độ sẵn bởi nhà sản xuất, năng cao rất là hay về hiệu suất. Cùng nếu mà cùng thể tích mà HP á, như mấy con khác á, thì con này có thể là nó ăn á. Tại vì mấy con 18 khác thì cái trái bê tông nó nhỏ hơn, trái tầm khoảng 90 thôi. Cũng là cây dên giống nhau, cây cốt giống như nhau. Mà như con này thì trái 92 mà cái súp bắp thì bự hơn, bự hơn nhiều mấy con trước kia gần 1-2 ly. Nắp lắp thì cò thì đã được độ sẵn luôn. Đó. Con này nếu mà mua con này độ thì sẽ sau này lên bài cao hơn nữa thì sẽ bớt tốn hơn nữa. Hoặc là nếu mà độ xương xương thì nó cũng bền hơn nữa, nó không có gãy cò này kia, không phát sinh nhiều. Đó. Thì video mình tới đây kết thúc anh em, chúc anh em một ngày tốt lành. Và video này cũng như là góp ý cho anh em về cây cam nhé. Cây cam này là có con chó xả này để nó nâng cái gối xả lên khi mà anh em giật cho nó nhẹ nha. Và nhằm cái một cái số máy mà nó chậm chạy á, là do thợ người ta đắp cái chó xả này nó hơi cao hơn xíu để mình nhẹ giật thôi, tại vì nếu mà mình tháo ra giật rất là nặng, mà thứ hai nó chả nữa, cực kỳ dễ chả lắm, chả là công tay đứt chi giật thật là gãy dên là chuyện bình thường. Nên là phi anh em là nên để chó xả, nó chả ảnh hưởng gì đâu, tháo ra lên được một hai cây hay là gắn vô tuột một hai cây không có đâu, chuyện đó không có đâu.